Nữ giúp việc trộm chót lọt 96 cây vàng của chủ nhà Sau một thời gian làm người giúp việc trong nhà bà Khanh Hòa phát hiện bà Khanh có một két đựng vàng để trong chiếc tủ gỗ lớn nên nảy lòng tham. Ngày 31 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Phan Thị Hòa, 32 tuổi, trú tại thôn Lại Ân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế về tội trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, Khoảng tháng 5 năm 2015, Hòa được bà Đặng Thị Khanh, 67 tuổi, trú phường Vĩ Dạ, thành phố Huế, thuê làm việc nhà. Sau một thời gian làm người giúp việc trong nhà bà Khanh, Hoa phát hiện bà Khanh có một két sắt đựng vàng để trong chiếc tủ gỗ lớn, nên nảy sinh ý định chiếm đoạt số vàng này. Sau đó, lợi dụng những lúc bà Khanh không có ở nhà, Hoa đã mở chiếc két sắt lấy trộm vàng rồi cắt giấu vào trong người mình. Với thủ đoạn này, từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 7 năm 2016, Hòa đã 13 lần thực hiện hành vi trộm cắp vàng và chiếm đoạt 96 cây vàng có giá trị hơn 3 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt 96 cây vàng, sợ bị phát hiện, nên Hòa đã tung tin là mình trúng sổ số và xin nghỉ làm ở nhà bà Khanh. Số tiền này được Hòa sử dụng nộp vào công ty trách nhiệm hữu hạn Hai Việt Nam để mua các sản phẩm của công ty đó với số tiền gần 400 triệu đồng gọi tiết kiệm 260 triệu đồng tại ngân hàng, còn lại cho người khác vay mượn và tiêu xài cá nhân. Đến tháng 2 năm 2017, Hòa đến nhà bà Khanh xin quay lại làm việc mục đích để trộm cắp thì bà Khanh phát hiện và bắt quả tang. Tại phiên xét xử, Hòa đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn hối cải, xin được một mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình và làm lại cuộc đời. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm lặp đi lặp lại nhiều lần nên đã tuyên phạt bị cáo Phan Thị Hòa 15 năm tù và buộc phải bồi thường toàn bộ số tiền còn lại cho người bị hại. Trước đó, cơ quan công an đã điều tra và trả lại cho bà Khanh ba cây vàng hiệu SEC và 324 triệu 940 ngàn đồng.